ông bà cô chú anh em và các bạn, để cho là thủy không liêu gần dưới tê. Ở đây thì có gan gà thì đang thử bơ á, ăn cho bơ. Bây giờ thủy sẽ cho gan gà vào xào ha. Thì thủy có bánh mì với sữa tươi thì ốp bỏ vô sẵn rồi mọi người. Còn đây thì có thịt nạc á, thịt xay, và đây là chút mỡ, nhưng thủy không có mỡ heo nên giờ thủy làm mỡ bò luôn. Mình có hai củ hành tím và mấy củ hành mấy củ tỏi ha. Muỗng là bột nêm gà, miếng muối ra đây luôn. Vừa chín tới cỡ này rồi, giờ thì cho gato ha. Cho gato thì để nguội rồi thì xay. Thì cho mỡ vào đây. Thì xào cái mỡ lên. Mỡ vừa xăng là thì cho thịt vừa ha. Đây là thịt này. Giờ thì xào chung vậy luôn. Rồi bây giờ thịt vừa chín tới thì cho hành tím và củ tỏi vào. Thì không có làm nhỏ, một hồi thì xay ra nó cũng nhuyễn cho mọi người. Bây giờ thì cho chút bột ngũ quỳ hương vô nha. Một tí xíu thôi. Rồi xào. Rồi để cho nó nguội. Đây bánh mì thì ngâm với sữa sẵn rồi đó mọi người. Bây giờ thì sẽ bóp nhuyễn ra. Giờ thì sẽ cho gan vào cái và thì sẽ xay nhuyễn máy của thủy nè. Thấy vậy chứ xay xuống nó nhuyễn ngay lắm mọi người. Rồi đậy nắp lại, rồi nút sấy thôi. Để có nhuyễn cho nè mọi người, thì biết sao đó, cỡ này chắc thì cho nhuyễn chút nữa. Nhuyễn nữa nè, nó nhuyễn nữa mọi người, chỉ cho hơi nhuyễn một chút, lấy gà thôi. Bây giờ lấy gà cho vô cái tô, thì sẽ đổ ra cái tô này ha. Cái máy này cũng không cần rửa nhưng mà người, tại vì mình cũng xa trộn với gan đó. Giờ thì cho thịt với lại mỡ, thịt và mỡ, rồi bánh mì, rồi củ hành, rồi củ hành tím và này, và củ tỏi vào đây ha. Rồi giờ thì lấy cái này ra đây nè, cái nhuyễn nè mọi người. Rồi bây giờ thì cũng đổ cái phần này ra ngoài ha, đổ chung với lại gan nè. Đó. Bây giờ xong rồi thì trộn đây. Đó, thì trộn đều lên. Thơm quá mọi người, thơm ôi là thơm luôn á. Có cái miếng nè mọi người. Rồi sẽ lấy cái bơ nè, thì chét xung quanh mấy cái này, để hồi thì bỏ bơ tê vô cái chân á, thì lấy ra nó không có dính ha. Đó. Bây giờ thì cho vào đây. Thì không có xay nhuyễn lắm mọi người ơi, thì xay nó vừa vừa thôi hả nè. Bây giờ thì lấy cái bọc thực phẩm thì bọc lại nè mọi người. Đó, thì được một cái to và bốn cái dĩa nhỏ này. Thằng hồi thì cho lên thì hấp ha. Ơi vậy nước sôi. Vậy sẽ cho mấy cái dĩa thịt vô nè mọi người ha. Hấp chung bốn dĩa. Rồi. Ok. Để đây. Đây mọi người, pate của em, của thị chính nè. Nãy nãy giờ cũng nguội rồi, nên thì lấy ra ngoài cho nó nguội hơn nữa không mọi người ha. Nè, có cái bọc này cho nên nó bọc nước lại, nó không có ấy nước vô nè, đó. Hay không? Thì nó nguội rồi nó cứng, ai da, nóng quá. Đây, thì chín đây nè mọi người. Đó, bây giờ thì làm xong rồi. Nè, cái này nãy thì lấy ra nồi cái miếng thì ăn thử nè. Trời ơi, cái nó ngon mà cái gia vị của nó vừa ăn mà ngon dễ sợ luôn á mọi người. Chát bánh mì ăn, nó ngon mà nó dễ làm á mọi người ha.
đâu có khó đâu nè. Giờ thì úp nó ra, thì úp nó ra lấy cái ra cho mình coi coi. Đó, nguyên một cái pate đây. Tại nãy thì làm thì có chất bơ lên á, nó chưa có nguội lắm cho nên nó, nhưng mà nó không có cứng lắm nha mọi người, nó vừa, rất là vừa ăn luôn á. Cho nên là hả, mình chét bánh mì đồ này kia nó rất là dễ luôn. Đây, thì hấp đến 45 phút lần đó là thì hấp dữ lắm luôn á. Tại vì sợ không chín á. Nhưng mà nó chín mọi người, này mình xào qua hết rồi mà. Xào qua hết rồi nhưng mà đó thì, nhưng mà thì kỹ lưỡng cho nên thì nghĩ là hơi hấp lâu một chút. Ôi nó ngon, cái gia vị nó ngon dí sợ mọi người, cái này. Ôi ai mà rảnh á làm chút còn là có mấy cái luôn nè. Nè. Đây là một cái to ha, mấy cái nhỏ luôn. Hồi nãy gì thể thì không có bịch lại ở trên, nó hơi khô nè mọi người. Nó rất là ngon luôn á. Cái vị nó ngon quá trời ngon. Đây đây là phần của Trọng Thị ha. Mì Ý xào với mực nè mọi người, với lại ốc nè. Đó, còn bên đây thì đây bánh mì, và đây pate thì chưa làm xong với mấy cục gà chiên nha mọi người. Hôm nay ăn vậy thôi. Ở đây thì có dưa chua và omelet nè, omelet. Cái này ăn rất là tốt cho phụ nữ á. Đây. Xin chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Xin chào các bạn. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào các bạn. Thôi con ngồi đây con đánh trống làm gì? Ăn nè, ở đó mà đánh trống đâu. Dược quậy. Ăn đã đi. Thì xin chào bà cô chú anh em và các bạn nha. Bây giờ vợ chồng Hiển ơi. Đây đã đi hết đó nè. That is called, that's fried possum. I'm joking, it's chicken. Bây giờ làm xong can rồi. Can I have another one after I'm finished with this one? Of course. Con ăn xong đi rồi con ăn cái đó đi rồi. Xin mời bà cô chú các bạn nha. Con đừng la vậy lì. Yawakimasu. Yawakimasu hả? Yawakimasu tiếng Nhật á, bà cô chú là xin mời dùng bữa đó. Ai bà tên? Bà tê thì ôi ôi nó xong rồi. Bây giờ thì chưa có cái bánh mì mà dạng bánh mì Việt Nam á, cho nên là thì ăn theo vậy nè người đó. Chê cũng bà tê lên ai đó đi. Pull it up a picture. Lele, pull up picture, look at that. Okay, good, thank you. Mommy made a seafood penne pasta, huh? Put Brussels sprouts in there. I don't like Brussels sprouts. No? Yeah. It's okay. Yeah. Want that? Okay. Okay. Thank you. Thank you, mommy. You come, baby. So long time I'll eat omelet. Omelet. That's so good. That sauce is yummy. What kind of sauce is this? Oh, hey. Yeah. What kind of sauce is this? Lê này thích bánh mì bát tê rồi. Ngon không Lê? Bát tê ngon không con? What kind of sauce is this? It's called pate. Hey! Pate is yummy. Pate is yummy. Nó pate ngon quá. So good, ha? Huh? Daddy, why mommy make it so long? But mommy just make sure that, huh, daddy? It's a long time. Me and Allison. Đây thì thích rồi mọi người ơi, ngon rồi. Đó, chị ăn. Vậy nè, ngày sáng mình chén lên miếng bánh mì, vậy mình nướng lên cho con mình ăn cũng rất là ngon. Mọi người biết hôm nay ở bên đây mưa sao mọi người, trời lạnh á. Trời ơi, nó lạnh gì mà nó lạnh. Rồi trời ở lạnh rồi đông đá ha. Đường chân chợt, rồi trời mưa xuống, mưa mà mưa bằng mưa đá đó mọi người. Mà bây giờ bên đây nó là
âm 4 độ. Trời ơi, nó lạnh. Không có tiếng. Để mày cái ra. Để cho. Nó nha, em lấy cho. Áo không đi. À, con làm hả? Nè. Thích quá trời mọi người ơi. Mình làm lên, nó làm lên con mình ăn vậy mọi người thấy. Mà cô chú thấy không? Làm lên cái con gái mình mà con mình mà ăn những chỗ. Ôi mình thích quá ha. Xin chào ông bà kia tiêu, xin chào các bạn. Trời ơi, con nói nhỏ nhỏ thôi, con làm gì mà con la lớn vậy. Con đang ăn ngon hơn, cái béo béo ngon hơn. Màu xanh á, thì ăn nó hơi đắng đắng, nhẫn nhẫn, nó mặn. Call it an olive. Take an olive, put it in some garlic salt. Try it. Try this. A little bit more to do. Try it first. If you want more, you can have more. Try first, baby. Yeah, thì ăn cục cà chiên ông bà cô chú. Not as good right now. Not as good. With a little more garlic. Try that one. This olive, the green olive. Mm-hmm. And it's got these pimentos in the middle. Yeah, it's not that chim. My God, it's more. It's not that chim. And this olive is yummy. I know, because you like stuff that tastes like that. And this olive is yummy. Let me just throw it in garlic salt. You like the pimento too. I got some on the pimento. Trời ơi, nó lạnh quá mọi người ơi. How thin in my mouth? Thôi đúng. Mỗi lần mình mùa đông vô khổ sở dễ sợ. No. Not yummy. Eat the black one đi con. Ăn cái màu đen đi. Yummy. Trời ơi, con thảy vô dĩa của đá làm chi vậy? Eat the black one then. Là mình ít có nấu những cái món này ý mà. Cho nên là không có quen cái gì. This one is kind of good. This one is kind of yummy. Thôi con ăn bánh mì pate đi. Ăn gà của con nữa kìa. I don't want to eat any more of that. Alright, just eat your pate and bread. Do you mean chicken? Yeah, eat your chicken too. She eats it with it, doesn't she? Yeah. Mm-hmm. She eats a little bit with it. Yeah. There's a lot of clams you have there. I like clams. Me too. Ôi bồi này ăn lâu lâu ăn lại ngon quá. The purple varnish clams are like this, but they have purple right here. Oh yeah. It's good. That's very good. You can get 72 of those. But they're longer, right, purple? No, they're like this. They're a little bit bigger. This time, yeah. It will taste much better now. Mm-hmm. Look at the big white I took. Chị mẹ cái món bà tè kìa. Đúng dễ làm. Mọi người làm thử ha, rất là dễ luôn, không mất khó. Bà tè rất là dễ làm. Mà ở nhà làm á, cái gì của mình làm á, cái gì rất là ngon luôn á. Thơm, dễ sợ thơm luôn. Thì chưa có làm bánh mì Việt Nam. Để bữa nào thì cảnh thì làm bánh mì. Thì làm bánh mì để dành ăn. Thì có cái máy đánh bột mà Thì chưa có. Ngồi làm bạn đi con. Kỳ quá. Quên thầm chuyên đó đi. Are you getting up for drinks? What's in your one, honey? And do you want a little more olive oil?
Hi. No, I'm okay. If you get up, I'll take something. But if you're not getting up, I'll get it on my own. Ai lấy đi. Có ăn nữa hả? Rồi để mẹ làm cho. Ăn về là được rồi đó. Vậy là đây đi. That's that you can fit Lily more bigger. Feels on my legs on now. I'll take one of these too. Bate, bate. Bate, bate. Thôi con tự cầm đi. Mẹ không có đứa con nâu nè. Tự cầm ăn đi. Đó. Con lười quá. Yeah. Thank you, mommy, making me pate. Welcome, daddy. Welcome, mommy, making me pate. Welcome, Lele. I love pate. Me too. Now we get a pate bun me. Bun me. I got bun me pate. A little bit of garlic salt. Look at this. I'm gonna put some more garlic salt. Good. Oh, my God. Don't think garlic salt will taste more better on your pate. Okay. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh em và các bạn nha. Cảm ơn ông bà cô chú con và các bạn. Giỏi quá. Cảm ơn ông bà cô chú, cảm ơn các bạn. Mọi người thương Thị cho Thị một like, một share, nhắn đăng ký ủng hộ nha ông bà cô chú các bạn ơi. Hôm nay gia đình Thị ăn đơn sơ vậy thôi. Tại vì làm cái pate nè. Nhưng mà Thị chưa có cái bánh mì Việt Nam. Nhưng mà mua cũng được á mọi người, để bữa nào Thị mua về Thị chắc là bữa nay ăn đỡ cũng vậy. Bye bye, chúc mọi người thật là vui vẻ, hạnh phúc nha.